Vâng, em xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về cái motor tời nhà em. Đó, đây là cái motor tư tời, là thực ra là cái motor này chỉ kịp mua motor cái bộ tời này về, sau đó là tự chế cái thang máy, nồm nào gọi thang máy cho nó sang mồm. Thì ngày xưa đấy, trước kia đấy là em cứ toàn phải muốn điều khiển lên xuống là phải chạy lên chạy xuống này, nhấn mấy cái nút này này cho nó xuống. Bây giờ là em có cái bộ khởi động từ này này, là một anh bên kênh điện tổng hợp, anh ấy đã hướng dẫn em làm cái bản mạch này. Cái bản mạch này nó gồm có hai cái khởi động từ lên và xuống và một bộ điều khiển từ xa. Đó, anh ấy hướng dẫn em. Lúc đầu thì mua cái bộ khởi động từ này về cũng không biết đâu một lần, nên là anh gọi điện anh ấy giúp đỡ, anh ấy chỉ từng ly từng tí một. Bây giờ có thể đứng từ xa điều khiển xuống. Đấy. Điều khiển lên xuống hoàn toàn bằng điều khiển từ xa, rất là đơn giản. Bộ điều khiển này có thể đứng xa một cây số vẫn điều khiển được. Đấy. Rất là tiện, nhấn nút mà anh ấy còn rất là chu đáo nhé, dạy mình cách đấu này. Rất là tiện, mình rất ưng bộ này. Đấy, xong rồi, cuối cùng là mình chân thành cảm ơn kênh điện tổng hợp đã giúp đỡ mình làm cái bản mạch này, rất là tiện. Cảm ơn các bác, em chào các bác nhé.